tuy ông vẫn thể hiện đâu, ông thích oai chó thì ông thể hiện một tay. Oai chó thì ông thể hiện một tay. Tôi không khuyến khích ông thể hiện một tay. À thế à? Anh coi, em anh coi. Anh coi. Nó đuổi đi. Đuổi anh cháu mà ăn được. Ghim xuống một tí là nó không ăn được. Một phát là ngã luôn. Nào. Nào. Kéo lên, kéo lại nhá. Chưa thôi công tiến vào dậy. Chưa thôi công tiến thì hôm nay mình cũng để nuôi ra một ý tưởng tập cho công tiến lấy lại sức khỏe tí nữa. Em sẽ nửa gọi công tiến ra đây tí. Anh em với anh nửa cho công tiến kéo con mà. Kéo con mấy cây cột kìa. Đấy. Lại ký được trước mà chôn lên ngọc lên vào. Đấy. Cho ông ấy tập thể dục nó lấy cơ lên. Ok nha các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ bảo rồi sẽ ngồi và kết hợp chôn đấy, công tiến để gọi là cho công tiến kéo cái cột này nha em nhá. Đấy. Thì còn nói chung là lừa làm thì mọi người chờ video đấy. Ok mọi người. Đây okay. Là mình sẽ gọi công tiến ra đây để chôn cho mọi người nhá. Ok. Đấy đấy. Ồ. Ra đây làm gì? Ra đây có câu chuyện hết cả mà. Gì? Thôi đấy, tôi bảo. Nói chung là bây giờ đấy, dạo này là hai anh em tôi sự là ăn lo sụp mỡ lo nhiều phải không? Đấy thì hôm nay tôi với thằng Bảo sẽ gọi là ra đây gọi là anh em mình buổi chiều ấy làm được xong gọi là mình thể dục thể thao một tí cho nó có sức khỏe không phải không? Cơ ấy. Đấy cơ bắp thể dục kiểu gì? Bây giờ tôi với ông sẽ bây giờ tôi với Bảo sẽ thách đấu với ông là bây giờ tôi với Bảo sẽ chơi gọi là một cái trò chơi tôi với thằng Bảo một bên ông một bên đấy. Hai anh em tôi sẽ chơi cái trò gọi là kéo co. Ông có chơi không? Tôi kéo co với ông bên cả. Đọ với hai anh lùn này. Đấy. Này, một tay thôi phải không? Một tay không cần biết ông tôi. Biết sao kéo được hai ông lùn này. Hai ông chỉ một tay kéo được cái còn gì nữa. Tuy ông muốn thể hiện đâu, ông thích oai chó thì ông thể hiện một tay. Oai chó thì ông thể hiện một tay. Tôi không khuyến khích ông thể một tay. À thế à? Đây còn gọi là cái đây gọi là chấp giống như là một nửa công lực không hiểu không? À. Trời ơi, cái gì? Tưởng cái gì tay có cái gì không nữa. Ra quay lại. Ơ, chấp ơi. Chấp một nửa đó. Ơi. Ơi, nếu kêu thắng hai thằng này được 200. Được không? Kêu không? À, được tiền à? Ừ. Nhưng mà thua nó mất gì? Không, nó thua không mất gì, chỉ mất sức thôi. À, đấy. Còn nhớ đấy, đấy. Nếu nào thắng được, nếu muốn 200 thì thắng hai thằng này. Thắng là phải đưa 200 đấy, không đưa tí nữa ai thắng. Nhưng mà cái này phải chơi bịt mắt vào cơ. Ờ. Đấy. Lại. Nhưng mà với cái... một hai thằng ta còn chấp thì kiểu như lực không cần lực bị bắt gì đưa. Ờ đấy. Nói chung là đừng khinh thường người khác. Kéo không? Cái gì khinh thường? Chơi thì đừng có khinh thường người khác. Kéo tí nhưng mà kéo tí nữa mà chẳng may kéo mạnh quá. Thôi. Gãy răng đừng có bắt đầu. Bây giờ cứ kéo co thì kéo co cho ai thắng ai thắng đừng có món vào đây. Này tôi nói luôn này. Ông phải kéo bao giờ bằng được thì mới được về, còn không ông không được về đâu, tôi trước thế. Đấy chẳng cơ, hai tầng kéo chỉ một hơi xong luôn. Được. Đâu? À, kéo được. Ờ, à, đứng rồi. À, đứng rồi. Đâu? Đứng rồi. Sao bên này đi? Đấy, màn hình. Đấy, đấy. Ờ. Em mấy anh quả đứng bên này. Mang đây ơi. Nhưng mà kéo nó trước, kéo ngã đừng kêu ấy. Ừ. Rồi. Mẹ đừng bắt đàn tầng này nhá. Thì sợ không đủ sức thôi. Đâu. Nhưng anh cái này anh phải nuôi lại nó cân bằng hơn đấy. Rồi. Nuôi lại đi thoải mái, đây thoải mái mà. Đây được này mà. Đấy. Ui giời. Nào. Nào. Được chưa? Nhưng mà đếm đi. Đếm chưa? 1 đến 3 bắt đầu nhá. Đếm nhé. Nào. 1 2 2 3 bắt đầu. Nào. Kiếm anh lên nào. Nhồn lên. Tiến ơi. Cồn lên. Ui, anh coi, em anh nghe coi ơi. Anh coi nó đuổi đi. Đuổi anh cháu mà ăn được. Ghim xuống một tí là nó không bao giờ ăn được. Chưa, em anh nghe anh coi ơi. Ui, ăn cái đéo thì khỏe đấy. Phải chơi mỗi ngày được. Lào. Mày cái gì hả Tiến? Tuổi gì? Ai chẳng này khỏe phết nhỉ? Ôi, lại có anh Ngọc ở đây hỗ bảo anh Ngọc hỗ trợ luôn kìa. Cố lên. Ôi, cần anh... Cố lên. Tiền đây. Này anh đừng có mà bán vào bên đây kia đây. Này. Đây. Anh đang ở bên mày đây. Đây. Cố lên này, bán ơi. Lao. Lên đi. Em cứ tưởng yếu mà nó khỏe thật. Chấp không sao được hai tháng. Cố lên chấp được. Anh Lao, dìm xuống, bảo dìm xuống.
lao tiến tuổi gì? Mạnh lên lao. Thế này làm sao? Mẹ đi. Thế làm sao? Tối về lấy được vợ ai? Mạnh lên. Lao. Đi chơi xuống. Mạnh lên. Đi chơi xuống. Không cho nó kéo. Mẹ đã thế chứ tao chơi cái bài giữ chúng mày thôi đây. Này, lao. Này, lao. Chúng mày kéo mạnh lên. Kéo đi. Lao. Kéo đi. Kéo đi. Nó chúng mày kéo tao đi, chúng mày kéo tao đi. Đây này, mày mà không kéo được tay nó xấu hổ. Anh em bây giờ phải chơi cái bài ghim ghim bọn nó thật nó mệt á. Tao kéo đi. Thôi hai thằng im đi kệ cho nó kéo. Nào, hai à, ấy à, kéo à, kéo đi. Chiến được hai thằng này là dễ à. Hai thằng này mẹ khỏe tinh à. Nào, mày cứ tinh chúng nó, hai thằng nó lùn lên yếu đi. Chúng mày mệt chưa? Mệt chưa? Chúng mày mệt đâu, hai ngày chưa mệt. À vẫn chưa mệt à? Mẹ kìm thêm một phút nữa, bố kéo một phát là ngã luôn. Nào, nào, kéo lên, kéo mạnh lên. À, thằng này còn... Đấy, còn... một mình còn còi, nó còn ta... giữ được mày à? À. Có một mình còn còi thôi, kéo đi. Ôi, nó quay đây, nó quay gì? Con em còi ơi. Này, thua đừng có bảo một mình nhá. Nào, tuổi dê. Thôi, bảo đi ra đây để cho một mình còi. Này, một mình nó thể hiện cho. Đấy. Quay à. Ê, này, thông ra ơi, tôi kéo quát ngã đừng kêu lại. Này, này, tuổi cứt trâu. Cái này. Ôi, mày khỏe thế. Cố lên, em ơi. Này, mới lấy vợ về chắc mày chưa ấy à? Nào, mày kéo đi. Nào. À, thằng này khỏe thật đấy. Thằng thông ra này. Nào. Ôi, mệt thế nhỉ. Mệt hai thằng này. Kéo đi. À. Hai thằng này kéo đi. Quay ơi, kéo mạnh lên. Quay. Quay ơi. Ô. Hả? Làm gì đấy? Đi đi. Làm gì đấy đấy? Mình đang kéo co với nó quay. Mình đang báo là. Hả? Kéo mấy cái cột đấy. Đi đi. Bỏ mắt ra. Ok đi. Lừa rồi, thề. Gió à? Hai thằng chó như đâu ấy. Ôi trời nào. Đích mẹ. Điên thế ra kéo con cái cột này. Thế là tao bảo đeo hai thằng quầy đeo khỏe thế. Mẹ nó lừa tao. Thế em không ra thì anh kéo đến điện tối à? Mẹ mệt. Ui kéo đi. Thấy hai ông nhõi chạy mãi ra kia rồi. Mẹ tao bắt được hai thằng này. Đi mẹ thằng lào mình. Cố là gì? Mẹ rõ rồi đấy.